Như bản tin Hà Nội 18 giờ chiều nay đã đưa tin, hiện nay trước sự tấn công truy quét quyết liệt của lực lượng công an các địa phương, diễn biến tình hình tội phạm tín dụng đen cũng có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, vẫn có tình trạng các đối tượng chuyển sang hoạt động tinh vi hơn, núp bóng dưới nhiều hình thức hơn để che giấu hoạt động cho vay lãi nặng. Theo đó, để giải quyết tận gốc vấn nạn này đang đặt ra rất nhiều thách thức đối với lực lượng chức năng. Điều kiện để vay tiền chỗ tôi là cần chứng từ khẩu số cả sổ khẩu gốc. Thủ tục để vay tiền của các đường dây hoạt động tín dụng đen hầu hết đều chỉ cần hai điều kiện: chứng minh thư và sổ hộ khẩu. Thoạt nghe thì thật đơn giản, nhưng đây chính là những cái bẫy mà khi người cần tiền đã rơi vào bẫy của chúng sẽ vướng vào những rắc rối như thế này. Vũ khí, công cụ hỗ trợ như thế này thường được tìm thấy tại hầu hết các cơ sở cho vay tín dụng đen. Kéo theo đó là những đội ngũ đòi nợ thuê chuyên nghiệp luôn sẵn sàng truy tìm, đe dọa và hành hung các nạn nhân khi bắt đầu có dấu hiệu chậm trả tiền. Thậm chí gia đình và người thân của nạn nhân cũng trở thành con mồi của nhóm côn đồ đòi nợ thuê. Người ta có vay tiền của bạn với cả anh em, thì bạn em cũng nhờ, mấy anh em cũng nhờ là đi lên đòi tiền. Thì trong lúc nói chuyện thì em cũng đấm người ta. Năm đến thì Thắng chuyển nhà rồi thì gặp anh của Thắng. Thì em đánh anh Thắng và lấy cái xe máy của anh Thắng. Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua, Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã tiến hành tổng kiểm tra, rà soát, lập danh sách tất cả các đối tượng, cơ sở hoạt động kinh doanh tài chính trên địa bàn. Qua đó đã kiểm tra, bắt giữ và khởi tố 23 đối tượng liên quan đến 9 cơ sở kinh doanh tài chính. Để phát hiện và bắt giữ thành công số đối tượng này, lực lượng cảnh sát hình sự đã phải rất dày công điều tra, trinh sát và thu thập chứng cứ về các hoạt động phạm tội liên quan đến tín dụng đen. Thời điểm hiện nay thì ngoài cái việc mở những cửa hàng cầm đồ, các đối tượng biến tướng bằng hình thức là mở những công ty tư vấn tài chính, kinh doanh tài chính hoặc là mua bán sim thẻ. Có những nơi thì chỉ treo biển là mua bán sim rẻ thôi. Và có những nơi là bây giờ sau khi mà lực lượng công an cả nước tập trung đánh mạnh vào cái loại tội phạm này thì các đối tượng là còn gỡ biển rồi là đi vào hoạt động tinh vi hơn. Sổ sách thì trước kia là bọn chúng có thể là công khai, nhưng đến nay thì là gần như là quá trình kiểm tra các cơ sở là các đối tượng là không còn lưu giữ sổ trong cơ sở nữa, gây rất nhiều khó khăn trong công tác đấu tranh. Trong thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội đã đặt ra quyết tâm và xây dựng kế hoạch cụ thể để tiếp tục đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm hoạt động tín dụng đen. Tuy nhiên, trước những diễn biến khó lường và ngày càng núp bóng tinh vi, thì yêu cầu giải quyết tận gốc vấn nạn tín dụng đen vẫn đang đặt ra rất nhiều khó khăn và thách thức.